Xin kính chào quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Tôi là Nhật An, ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình để dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ đến tham quan những ngôi nhà thật đẹp do Mắt Hôn tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Và nhân dịp năm mới, Nhật An xin kính chúc quý vị một năm mới thật an khang, thịnh vượng, thật hạnh phúc bên cạnh tất cả những người thân yêu của mình. Và ngày hôm nay thì Nhật An đang có mặt tại Trơn Thành, Bình Phước để chúng ta sẽ đến tham quan ngôi nhà của anh Thăng, là một khách hàng của Mắt Hôn. Và xin thay mặt cho tổng công ty thì Nhật An xin gửi lên lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình anh Thăng vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Còn ngay bây giờ có lẽ sẽ không chần chờ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong và chúng ta sẽ tham quan mẫu nhà rất đẹp của anh Thăng quý vị nhé. Và hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại phía trước của căn nhà của anh Thăng ha. Và trước khi mà anh dẫn quý vị chúng ta tiến vào sâu ở bên trong cái phần sân thì Nhật An cũng muốn nói qua chút xíu, đó là về phần cổng của nhà anh Thăng. Thì như quý vị có thể thấy là phần cổng này cũng được thiết kế rất là đẹp mắt. Với hai bên chúng tôi sẽ đặt hai chiếc cột nè. Quý vị sẽ thấy là được ốp đá hoa cương có màu đen, phân mây là màu trắng và màu cam, cho nên là nhìn tổng thể hai chiếc cột nhìn rất là bắt mắt. Phía trước thì chúng tôi sẽ đặt một cái hàng cổng, nó sẽ làm bằng sắt được sơn tĩnh điện quý vị ha. Ở phía ở đây thì lại có những cái hoa văn nó màu vàng nữa, kết hợp với gam màu nhìn rất là sang trọng. Và thông thường những căn nhà của Mắt Hôn thiết kế thì nếu với những căn nhà vườn như là nhà của anh Thăng đây là một căn nhà một tầng thì chúng tôi sẽ luôn quan tâm với cái phần cổng rào, bởi vì chúng ta sẽ có những khoảng sân ở phía trước. Do đó nếu quý vị chúng ta thiết kế thêm những cái phần cổng rào thật là đẹp như là nhà anh Thăng ở đây thì quý vị thấy là ngôi nhà cái giá trị nó sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Thì đây chính là phần cổng rào ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong và xem khoảng sân cũng như là tiếp cận gần hơn đến ngôi nhà anh Thăng để xem là thiết kế như thế nào. Và kính thưa quý vị, hiện tại Nhật An đã có mặt tại khuôn viên ở bên trong của khoảng sân của nhà anh Thăng. Thì quý vị có thể thấy là khoảng sân của trước nhà anh Thăng cũng rất là rộng rãi quý vị ha. Vô cùng là thoải mái luôn. Khoảng sân này thì chúng ta đậu một chiếc xe ô tô hoặc là những cái xe gắn máy là anh thấy là vô cùng là tiện nghi và thoải mái. Ở phía trước này chúng ta còn đặt thêm là một cái băng ghế đá nữa để gia đình có thể là ngồi ở đây để mà chúng ta cùng nhau thư giãn. Và phía bên trên để mà giảm được cái lượng nắng mà chiếu trực tiếp xuống ngoài sân này thì chúng ta sẽ lợp thêm một cái lớp mái, thì nó sẽ giúp giảm được cái lượng nắng mưa ha. Thì tùy vào cái điều kiện thời tiết của từng khu vực khác nhau thì chúng ta sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Có những gia chủ thì họ sẽ đầu tư luôn một cái khoản mái như cố định như là nhà anh Thăng ở đây. Có những gia chủ họ sẽ đầu tư có thể là những cái mái có thể kéo ra kéo vào. Thì cái đó là tùy thuộc vào lựa chọn của từng gia chủ khác nhau ha. Còn nói về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đi, đó chính là ngôi nhà của anh Thăng. Thì quý vị sẽ cảm giác được là khi càng tiến lại gần á, ta sẽ thấy là ngôi nhà này nó rất là nổi bật với những cái gam màu sắc rất là khác biệt. Ví dụ là ngay từ phía mặt tiền này thì chúng ta đã thấy được những cái gam màu khác nhau. Ở phía hai bên cột chúng tôi sẽ xử lý là những cái gạch sơn dạ đá có màu ghi. Ở bên dưới sẽ có ốp gạch thẻ là màu ghi đậm hơn. Ở phía trước mặt tiền căn nhà chúng tôi lại sơn dạ đá là có màu vàng vân mây. Còn bên cạnh này thì quý vị lại thấy là những cái mẫu gạch thẻ rất là nhiều màu sắc khác nhau và vô cùng đẹp mắt ha. Và nói chung thì với một căn nhà vườn thế này thì em thấy là thiết kế cũng rất là bề thế, rất là đẹp rồi. Còn về kích thước của ngôi nhà thì như thế nào, Nhật An cũng xin chia sẻ quý vị luôn. Đó chính là chiều dài của ngôi nhà anh Thăng sẽ rơi vào tầm khoảng 20,3m, còn chiều rộng là 8,6m. Từ đó em tính được diện tích sử dụng cả căn nhà này là rơi vào tầm khoảng 137m². Còn về chiều cao thì căn nhà này cũng khá là cao quý vị ha. Nếu mà chúng ta tính từ cost 00 lên đến sàn mái sẽ là 4,2m, còn từ cost 00 mà chúng ta lên đỉnh mái luôn là 6,63m. Một căn nhà mà cái chiều cao nó là 4,2m thì rất là thoải mái để chúng ta sinh hoạt. Và khi quý vị di chuyển ở bên dưới, cái tầng bên dưới chúng ta thấy rất là mát mẻ. Đó là ưu điểm căn nhà này. Và ngôi nhà này thì cũng được thiết kế mái Nhật. Và thiết kế mái Nhật thì quý vị biết rồi ha, nó sẽ luôn mang đến cái vẻ rất là giản dị và phù hợp với những căn nhà vườn của chúng ta. Còn đây sẽ là khu vực sảnh chính để mà chúng ta bước vào căn nhà. Thì ở đây chúng ta sẽ xử lý là tam cấp, sẽ gồm có tổng cộng là 5 bậc. Và 5 bậc tam cấp này thì mỗi bậc cái chiều cao sẽ tầm khoảng 15cm và tổng chiều cao sẽ rơi vào tầm khoảng 75cm. Thì đây là cái chiều cao trung bình và đúng với bước chân của người Việt Nam của chúng ta. Về chất liệu thì chúng tôi sẽ xử lý là gạch granite, mặt là màu đen, cổ là màu trắng. Và bước chân chúng ta khi di chuyển ở đây cũng rất là chắc chắn. Liên quan đến khu vực sảnh chính thì chắc chắn em không thể bỏ qua, đó chính là về cửa
Bởi vì cửa nó sẽ luôn là một ấn tượng đầu tiên khi mà chúng ta bước vào nhà, đúng không nào? Ở đây là hệ cửa chính thì gia đình sẽ đầu tư, đó chính là chất liệu gỗ căm xe. Và gỗ căm xe là một loại gỗ, nó thuộc nhóm 2 trong 7 phần loại gỗ Việt Nam. Và nó cũng rất là bền cứng quý vị ha, không bị cong vênh, mối mọt bởi thời tiết. Nói chung là từ phía bên ngoài thì chúng ta đã cảm nhận được là vẻ đẹp của nhà anh Thăng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong và xem là các không gian nội thất sẽ được trang trí như thế nào nhé. Và hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại khuôn viên bên trong của ngôi nhà của anh Thăng. Và không gian đầu tiên chào đón tất cả vị khách cũng như chào đón Nhật An khi mà đến thăm căn nhà, đó chính là không gian phòng khách. Thì như quý vị có thể thấy ha, không gian phòng khách rất là đẹp, rất là rộng rãi và mát mẻ. Thật sự là cảm giác khi em bước vào căn nhà của anh Thăng đó quý vị là cảm giác rất là thoải mái và thông thoáng. Thì một phần lý do đó chính là như em nói ngay từ đầu là nhà anh Thăng là thiết kế rất là cao. Tức là từ phần sàn này mà chúng tôi lên tới trần là tầm khoảng 4,2m. Cho nên quý vị thấy là nó rất là cao, cho nên là chúng ta đi vào sẽ mát mẻ. Cái điều thứ hai đó chính là nhà anh Thăng sẽ có những cái hệ cửa như là từ cửa chính nè, hay là hai bên này chúng tôi sẽ có những cái lối cửa sổ nữa, cho nên là chúng ta sẽ lấy được ánh sáng, lấy gió ở bên trong rất là nhiều. Và đây cũng là ưu điểm của những căn nhà vườn một tầng quý vị ha. Bởi vì khi mà nhà vườn á, nó sẽ cái độ cao nó sẽ rất là liên kết với những không gian xung quanh, cho nên là khi mà chúng ta sinh hoạt ở bên trong thì quý vị cũng cảm thấy mát mẻ hơn rất là nhiều. Và với căn nhà của anh Thăng ở đây thì quý vị sẽ thấy chúng tôi sẽ bố trí ở khu vực phòng khách rất là đẹp lộng lẫy với đầy đủ những vật dụng nội thất. Ở đây là có bộ sofa ha, có chiếc bàn trà. Bên đây là một cái kệ tivi nữa. Đặc biệt ở trên tường chúng ta còn ốp thêm những cái vật trang trí, ví dụ là nhựa PVC giả lăm gỗ nè, hay là tấm composite giả đá nè. Ngoài ra ở đây chúng ta còn có thêm một cái hệ lam kệ nữa, nó vừa kết hợp là lam gỗ ha, mà nó vừa kết hợp là những khu vực để chúng ta có thể trang trí. Hiện tại thì nhà anh Thăng vẫn chưa trang trí, nhưng mà anh chắc chắn là sau này khi mà gia đình chúng ta bố trí thêm những cái phần khác ở đây, có thể là những cái quà lưu niệm chẳng hạn, thì nó cũng là không gian rất là lý tưởng. Và đặc biệt thì căn phòng khách này cũng kết hợp thêm không gian phòng thờ cúng, quý vị có thấy một cái bệ thờ trên cao rất là tôn nghiêm. Thì điều này cũng sẽ được áp dụng cho nhiều không gian phòng khách khác nhau. Nếu mà chúng ta không có không gian quá rộng thì quý vị có thể là bố trí phòng thờ kết hợp chung phòng khách, thì đây cũng là điều mà anh thấy cũng rất là hay. Đó chính là về không gian phòng khách của căn nhà của anh Thăng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua không gian tiếp theo nhé. Và một không gian mà liên kết trực tiếp với không gian phòng khách của nhà anh Thăng đó chính là không gian phòng bếp. Tuy nhiên ngôi nhà này là một ngôi nhà rất là rộng rãi quý vị ạ, cho nên chúng ta sẽ tận dụng thêm những cái không gian trống ở đây để mà chúng ta sẽ kết hợp thêm. Ví dụ ở bên đây thì gia chủ đã đặt thêm một chiếc piano, một cái chiếc đàn organ nhỏ nhỏ ở đây để mà chúng ta có thể đàn những bản nhạc rất là hay ha. Và đối diện ở đây sẽ là một khu vực có thể là bàn làm việc của gia đình, anh nghĩ như vậy, có thể là bàn làm việc của người cha chẳng hạn. Chúng ta sẽ có thêm không gian và ở ngoài đó có cửa sổ nữa, cũng rất là mát ở cái khu vực này. Thì đây chính là hai cái không gian đệm cho không gian rất quan trọng của căn nhà của anh Thăng, đó chính là không gian phòng bếp. Và phải nói là khi em bước vào không gian phòng bếp này thì quý vị ơi, cảm giác rất là rộng rãi, rất là mát mẻ và thoải mái. Quý vị cảm giác nhìn qua hình thì không biết có cảm giác được giống em không, nhưng mà khi em đứng ở đây thì em thấy là vô cùng là rộng rãi. Thì cái nguyên do của nó một phần là do cái phần sàn nè, quý vị có để ý không, là toàn thể ngôi nhà chúng tôi sẽ ốp sàn bằng đá granite màu trắng vân mây. Trên cái gam màu trắng á, nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta cảm giác thông thoáng và rộng rãi hơn rất nhiều. Và bên trên thì phần trần thì chúng tôi cũng là trần thạch cao, khung xương chìm bã matit, lăng sơn hay nước màu trắng. Và mỗi khu vực trần, nếu quý vị quan sát từ nãy giờ, từ phòng khách qua phòng bếp, thì mỗi khu vực trần chúng tôi đều được kiến trúc sư họ thiết kế màu sắc trang trí rất là đẹp và rất là khác biệt. Và cho nên là đó là nó cộng lại với nhau và nó khiến cho căn nhà chúng ta nhìn cảm giác đẹp như vậy. Ở phía bên trên này thì chúng ta còn đặt thêm một chiếc đèn trần nữa, cho nên là cũng rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn vào cảm giác là cái không gian chúng ta sẽ được trang trí rất là kỳ công. Còn hệ kệ tủ bếp thì đây cũng là một phần mà không thể nào thiếu cho bất kỳ một ngôi nhà nào. Với kệ tủ bếp ở đây thì chúng tôi thiết kế là kệ tủ bếp có hình dạng là chữ L, và chất liệu ở bên trên sẽ là gỗ MDF phủ melamine. Và bên dưới này thì phần mặt bàn chúng tôi sẽ ốp là đá granite màu đen và kim sa. Và quý vị có thể thấy là kết hợp với gam màu cũng rất là hay. Ở phía bên trên thì màu trắng ha, bên dưới thì màu xanh nè. Và khu vực kệ tủ bếp như thế này thì cũng rất là thoải mái để mà gia chủ có thể sinh hoạt.
Bên cạnh đó thì phòng bếp này chúng tôi bố trí thêm một bộ bàn ghế ăn ở đây nữa, hay là một cái tủ lạnh ở đây, thì quý vị vẫn cảm giác là ngôi nhà cũng rất là rộng rãi. Cho nên là đó là cái lý do mà em cực kỳ thích của căn nhà của anh Thăng. Và một cái điều nho nhỏ mà em muốn nói đến đó chính là khu vực bên này. Đây chính là khu vực mà sẽ mở ra một cái lối cửa đi ra mặt bên của căn nhà. Thì cái lối cửa này em thấy cũng rất là hay, nó sẽ giúp cho căn nhà chúng ta thêm phần thông thoáng và mát mẻ. Và từ nãy giờ ta thấy được hai lối tiếp cận rồi đúng không? Và cuối cùng thì đó chính là cái lối ở đây, cũng ngay khu vực bếp luôn, sẽ có thêm một cái lối nữa để đi ra phía sau của căn nhà. Thì cái lối này sẽ là lối thứ ba ha, đây gọi là lối cửa sau của căn nhà ha. Vì là ngôi nhà của anh Thăng tổng cộng là sẽ có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối đi ra mặt bên và một lối cửa hậu ở đây nữa. Nên tổng cộng ta thấy là ngôi nhà được thiết kế rất là hợp lý. Đây là những không gian chung của căn nhà, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến qua những không gian cá nhân hơn để xem được thiết kế thế nào nhé. Và hiện tại em đã có mặt tại một không gian phòng ngủ cũng khá là đẹp của ngôi nhà của anh Thăng. Hình như quý vị đã thấy ngay từ bên ngoài, chúng ta đã thấy được là ngôi nhà anh Thăng là kiến trúc chơi màu rất là nhiều, tức là kết hợp rất là nhiều gam màu sắc khác nhau. Thì với căn phòng ngủ này cũng vậy, quý vị có thể thấy là hai bên tường cũng như trên trần thì chúng tôi sẽ thiết kế là tông theo tông màu tím, và nó pha một chút gì đó của màu xanh nữa, cho nên quý vị nhìn cảm giác rất là bắt mắt, không có bị sến như cái gam màu tím khác. Nhưng chúng ta nhìn cũng thấy rất là thoải mái và mát mẻ. Với không gian phòng ngủ này thì chúng ta sẽ bố trí ở đây là một chiếc giường nè, bên cạnh là một chiếc tủ nữa. Nói chung là rất là đầy đủ, và chúng ta sẽ mang lấy sinh khí bằng cách sẽ có thêm một cái hệ cửa sổ bên này và một cái hệ cửa sổ bên kia nữa để lấy hai ánh sáng, hai nguồn ánh sáng, hai nguồn gió vào không gian bên trong của căn phòng ngủ này. Ở bên trên chúng ta sẽ chạy những cái dãy đèn downlight tiết kiệm điện, và dãy đèn downlight này chúng ta đã chạy khắp căn nhà rồi ha. Thì đây chính là phòng ngủ đầu mà em muốn giới thiệu quý vị. Bây giờ ta sẽ tiến qua phòng ngủ cạnh bên. Và căn không gian phòng ngủ tiếp theo muốn giới thiệu quý vị là một không gian nó lại có một màu sắc khác quý vị ha. Như em nói ngay từ đầu đó, chính là ngôi nhà anh Thăng lại rất là thích bởi vì cái cách phối màu rất là đa dạng. Thì với căn phòng ngủ này thì kiến trúc sư họ lại chọn là cái tông màu hồng. Nếu lúc nãy chúng ta thấy màu tím và ở đây sẽ đến màu hồng cũng rất là ấn tượng. Và phía bên trên thì chúng tôi cũng thiết kế cái phần trần nó lại khác biệt nữa. Cho nên đó là từng không gian một thì chúng ta đều có sự đầu tư khác nhau. Và với căn phòng này thì hiện tại thì chúng ta sẽ bố trí là những cái bàn học cho bé nè, rồi một cái tủ quần áo nữa, hoặc là đây là những cái khuôn viên để mà bé có thể là sinh hoạt được, chúng ta có thể trải đệm ha. Bên cạnh chúng ta sẽ có một cái kệ cửa sổ để mà chúng ta lấy ánh sáng, lấy gió vào khuôn viên bên trong. Thì em thấy đây cũng là thiết kế cũng khá là thoải mái rồi. Và với những không gian phòng ngủ thế này thì An luôn lưu ý là chúng ta phải quan tâm đến cái việc cửa sổ ha. Bởi vì cái căn phòng ngủ không bao giờ thoải mái được nếu như quý vị chúng ta quá thiếu ánh sáng, quá thiếu gió, thì cái điều đó nó sẽ không tốt cho giấc ngủ của quý vị chút xíu nào hết. Cho nên quý vị phải lưu ý nhé. Còn bây giờ ta sẽ đến phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Và có một cái vị trí phòng ngủ cũng khá là đặc biệt, đó là trên bản vẽ thì chúng ta cũng đã bố trí đây là phòng ngủ ha, nhưng mà về tình hình thực tế thì gia đình của anh Thăng thì hiện tại vẫn chưa có sử dụng căn phòng này, cho nên là Nhật An vẫn chưa review cho quý vị được. Thì đây sẽ là một cái không gian anh nghĩ cũng rất là thoải mái và cũng được bố trí màu sắc cũng rất là đẹp như những căn phòng ngủ khác mà thôi. Còn bây giờ thì sẽ đến một không gian người ta hay gọi là không gian phụ, nhưng anh nghĩ là nó cũng rất là quan trọng, nhà nào cũng phải cần. Thì đối với vị là không gian gì? Và không gian phụ đó chính là không gian nhà vệ sinh. Thật sự thì nhà vệ sinh luôn là cái nơi mà chúng ta thật sự cũng phải quan tâm quý vị. Thậm chí có những người em biết là ám ảnh khu vực nhà vệ sinh luôn. Tức là một căn nhà dù đẹp đến cỡ nào, dù sang trọng cỡ nào, mà khu vực nhà vệ sinh không được sạch sẽ, không được đẹp thì cũng không tiện nghi đúng không nào. Thì với khu vực nhà vệ sinh của nhà anh Thăng ở đây thì chúng ta sẽ bố trí nó khác biệt một chút xíu so với những không gian khác như em từng giới thiệu. Đó chính là căn nhà anh Thăng sẽ tách ra làm hai, một khu vực tắm riêng, một khu vực nhà vệ sinh riêng. Thì riêng đối với bản thân em thì em rất là thích cái thiết kế này, bởi nó sẽ đảm bảo hơn về mặt công năng, cũng như là gia đình chúng ta khi mà sử dụng á, thì cả gia đình cũng tiện nghi hơn, không phải ai phải chờ đợi ai hết. Thì ở đây với đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh của căn nhà của anh Thăng, và như quý vị có thể thấy là chúng tôi cũng sẽ ốp gạch xung quanh, cho nên là nó cũng rất là mát mẻ, và bên dưới chúng ta sẽ ốp gạch chống trơn. Còn ở phía sau này sẽ là khu vực phòng tắm của nhà anh Thăng ha, và khu vực cũng rất là rộng rãi, có thêm lavabo men trắng sứ nè, cũng như là một cái vòi sen tắm đứng cho gia đình của mình. Và cuối cùng thì ở ngoài đây thì chúng tôi sẽ là khu vực giặt phơi, thì sẽ có một cái máy giặt và kèm theo. Đương nhiên ở cái hành lang này nếu mà chúng ta không có cửa sổ thì cũng rất là nóng nực đúng không nào, cho
cho nên chúng ta sẽ bố trí cả cửa sổ đây nữa. Nói chung về thiết kế thì ngôi nhà phải nói là từ đến giờ An đi đến đâu cũng cảm giác rất là mát mẻ, rất là thông thoáng. Thì điều này An thật sự là dành lời khen cho kiến trúc sư của Mắc Hôn. Vậy là Nhật An vừa dẫn quý vị chúng ta tham quan một phòng căn nhà rất là đẹp của anh Thăng ở Bình Phước. Quý vị cảm giác thế nào ạ? Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà của anh Thăng và muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn qua những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Và một lần nữa, Nhật An xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.